Các thầy các cô ơi, một chiếc xe được không? Để ý lót tư kết. Ok nào, ok anh. Huấn ơi, lên xe Huấn ơi. Thầy ơi thầy, cảm ơn Phạm Khang. Cảm ơn thầy Huấn. Làm tay nữa thầy ơi. Từ giờ đến cuối live em còn 6 tay nữa. Thầy hô trước đi xem nào. Hô trước khi lắc trên. Hay thầy nghe hạt để thầy đánh vậy. Ok vượt. Thầy Huấn đánh gì thầy? Câu. Lẻ xỉu ba trắng hấp lẻ cả nhà ơi, đang cầu đấy. Cậu anh ơi, anh hợp với em với lại cái line này nó cầu ngắn thôi, chứ cái lúc mà em bệt chẵn thì cũng thấy, lúc mà nó bệt chẵn thì cũng ấy đấy, ai cũng có thôi. Ai cũng có sẽ có lúc này lúc kia ấy. Line trước người ta bệt nhiều rồi, đến line em là cầu nó ngắn, mọi người đánh cứ để ý thôi. Mọi người thấy chưa? Nếu ví dụ như mọi người để ý MC này, line trước của MC nào mà lắc toàn lẻ thì cái MC sau người ta sẽ lắc một là chẵn, hai là cầu ngắn. Còn khi mà đã cầu line trước của MC kia cầu ngắn nhiều thì đến cái line của MC sau một nó sẽ dài cầu ra. Nói chung mình chơi thì mình phải để ý thôi. Với lại những con chẳng hạn như là mình chơi mình húp, mình muốn húp thì mình động viên MC, mình nói cậu tử tế, em ơi anh đánh kiên lẻ đấy, em lắc được lẻ không giúp anh. Nó cũng là một câu nói mà để cho mọi người kiếm được quà, mọi người kiếm được tiền, em được quà cơ mà. Cảm ơn ngày 2 triệu. Làm sao mà cứ phải lặng lời chửi con lồn này, con lồn kia. Ai muốn mọi người gãy đâu. À đánh một phát là một là về bờ, hai là ra đảo à? Ok. Trời. Đấy, anh nào vừa nói ba trắng có chiếc xe nào, cứu em chiếc xe được không? Em còn ba tay nữa thôi xuống về rồi. Còn có những anh đánh lì lắm, fan lì như một trụ, lì hơn cả con trâu luôn. Quá đánh luôn. Tứ à? Tứ du lịch lại ra đảo tiếp xong. Nào, tứ đúng không? Chắn tứ. Làm lại. Ba đỏ, chết cha rồi. Ừ, ba đỏ. Ba trắng rồi. Ba trắng rồi. Khó rồi, đang bệt lẻ rồi. Ba trắng rồi thầy ơi, không có tứ rồi. Đang lẻ thế này thì khó tứ nhỉ. Tay. Đang lẻ dài dần dần cái này. Nào, làm lại. Thêm một tay nữa trước khi xuống live xem có cố được tay tứ không. Bốn trắng nữa là ngoài này mát lắm à. À thế ra vợ ra đảo à. Thế tôi không lắc tứ nữa. Hớp lẻ rồi. Bẹt đang lẻ, đang bẹt lẻ nha. Đấy thấy chưa, cái khúc nó bẹt thì đến lắc bằng rời nó vẫn cứ dính. Lẻ ba đỏ. Thầy Huấn lại gãy rồi. 88 kiếm em chiếc xe nào. Về bờ, về chưa? Về rồi kiếm chiếc xe bò đi. Tôi xin cuối live xin mấy con nào. Thiếu ba con nữa. Cảm ơn cua ghẹ. Thầy Huấn ơi, thầy đánh gì thầy? Nãy giờ có thầy Huấn húp là thầy Huấn cho thôi.
Nãy giờ lừa cái đồng xu cũng thấy bệt lẻ cả nhà ơi. Húp lẻ cho em ạ. Ai húp lẻ không? Em xuống like rồi. Cảm ơn My Love. Vẫn còn một tay nữa nào. Đang bệt nhá, đang bệt đấy. Chạm khung đánh nhẹ. Chạm khung ai theo bệt đánh nhẹ lại ạ. Lót tứ nhá, chia tay món quà nào. Mỗi người đánh cho em một chiếc món quà động viên đi. Dạ, hello anh Tôm. Đấy. Chẵn rồi. Chẵn quà, ok. Húp chẵn luôn, chia tay nào mỗi người một chiếc xe đi. Chạm khung hết cầu. Em cảm ơn thầy cùng thầy, cảm ơn thầy Tôm. Bye bye mọi người, chúc mọi người lại chơi vui sớm về bờ nhé. Một chiếc xe chia tay em ra về được không? Bye bye mọi người. Ôi dồi, lại ế quá, cảm ơn anh Tùng. Chào mọi người, chúc cả nhà may mắn trong live của em ạ. Chán quá. Ba con bò không đủ tiền xăng về nữa anh ơi. Lẽ tài ba đỏ. Lẽ tài ba đỏ. Chào anh Nam Đảo. Chào anh Thuận Bim, chào anh Copy. Tứ tài. Anh nào hút tứ tài không ạ? Chẳng tứ tài. Chẳng tứ tài. Hello, em Tài. Chắc là sáng sủa hơn. Anh Cua đánh gì vậy anh Cua? Sắp đôi, học ngu quá. Chúc mừng mọi người hút chẵn ạ. Chẵn sắp đôi. À anh Tom ạ. Anh tên là Tom ạ. Chẳng ạ. Chào anh Thắng. Tâm cây vậy? Tâm cây mới đổi tên hả? Đặt cược thành công. Lại sắp đôi nữa. Chẳng. Hai mặt đổi trắng.